thu hút khá nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Chỉ xem thôi, ai nấy đều cực kỳ thích thú và không hiểu sao chú mèo có tên nghệ danh Hamuru này có thể ngủ ngon lành mặc kệ thế giới đến vậy. Truy tìm tung tích thì cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm ra được những hình ảnh về chú mèo này từ một cậu bạn có tên Nguyễn Hoàng Minh, 19 tuổi. Ngoài cái tên này thì mọi người thường hay gọi Minh bằng cái tên thân thương khác, đó là thầy Minh Piano. Em tên là Nguyễn Hoàng Minh, thì hiện tại em 19 tuổi và em đang học năm 2 tại trường Nhân Văn, học khoa giáo dục, tâm lý học giáo dục. Thì ngoài ra em có làm kinh doanh, thứ nhất là về YouTube, em làm content với mèo Haburu và em có bán khóa học dạy piano cho các bạn trên toàn Việt Nam. Tính đến nay, Minh đã có hơn 11 năm học và chơi đàn piano. Hiện cậu là giáo viên dạy piano cho 8 học sinh và soạn giáo án bán cho các học viên học nhạc online. 9 tháng trước, Minh được người quen cho một chú mèo giống Gostin Fon, mèo tai cụt. Ban đầu, cậu đặt tên cho chú mèo là Sup, sau đó đổi thành Haburu. Haburu cho đến thời điểm nó nổi thì em nuôi được 9 tháng, cho đến hiện tại thì khoảng 12 tháng. Em có mèo này là em được tặng, em được một người thân tặng. Và lúc đó thì nhà em không có tiền để nuôi, cho nên em đã nhờ một anh người thân nuôi giùm. Do trong nhà đang nuôi một chú chó, mình phải để Haburu ở chỗ làm việc. Thời gian đầu, Haburu là chú mèo bình thường, thích ăn ngủ và đùa giỡn với chủ. Khoảng hơn một tháng trở lại đây, mình thấy vật cưng có khả năng đặc biệt. Đó là Haburu thích massage với đàn, không sợ âm thanh, không sợ tiếng đàn, thậm chí còn ra vẻ hưởng thụ và hòa nhập cùng những âm thanh du dương phát ra từ tiếng đàn của mình. Mà lúc mà em cho anh Trung con mèo thì anh Trung thường xuyên đánh đàn mỗi buổi tối, đánh đàn và hát mỗi buổi tối. Gần như là từ 7 giờ cho đến 12 giờ đó, khuya cũng đánh nữa. Cho nên là con mèo ở trong phòng với anh Trung, sống chung với anh Trung á, thì lúc đó con mèo đó nó nghe nhạc thường xuyên. Và cho đến khi mà em bắt đầu làm những cái clip marketing á, em tình cờ chỉ là em mở cái hộp đàn ra thôi, nhưng mà con mèo nó leo lên nó nằm, và lúc đó em tình cờ phát hiện ra là nó đã quá quen với tiếng đàn, nó thích tiếng đàn. Anh Trung là người chăm sóc chính, và người chơi với nó thì thường là em, thì em hay qua rất là thường xuyên. Hiện tại, những clip ngắn của chú mèo Haburu được Minh quay và đăng trên các diễn đàn cũng như kênh YouTube riêng thì nhận được khá nhiều lượt quan tâm và yêu thích từ cộng đồng những người yêu mèo. Xem những đoạn clip của Minh chia sẻ, nhiều người sẽ không khỏi mê mệt vì tiếng đàn của cậu và nét đáng yêu của chú mèo ú. Cái cách chú mèo cảm nhạc như một nghệ sĩ thực thụ, chẳng bận tâm tới mọi thứ, chỉ nằm yên lắng nghe tiếng đàn của Minh khiến người ta cảm giác rất yên bình. Hiện các video của Minh chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đừng quên like và share cho hai người nghệ sĩ này nhé!